Vâng, Di Minh xin kính chào quý cô chú anh chị ha. À, quý chú anh chị ơi, thì mới vừa quay thì có điện thoại à? Ai đây? Alo. Dạ. Lộn, ai điện mình lộn quý chú anh chị. Thì Di Minh nhà bà con bác ra đây có biết là đâu không? Quê hương miền Tây ha quý anh chị, là quê hương của mình quý cô chú chị Đồng Tháp đó. Thì bà con cô bác biết cái cảnh hôm trước rồi, thì mình vợ nhà rồi hôm nay mới có dịp để là về đây quý cô chú chị để chia sẻ cho bà con cô bác đang tiến độ công trình xây nhà tới đâu ha quý anh chị. Thì đây những cái hình ảnh của mấy anh em thợ hồ đang làm heo quý chú vậy đó. Thì đây là một cái tình cảm của một vị khán giả cũng rất là đặc biệt dành cho Di Minh, đó là chị Liễu Phan heo quý chú vậy. Hôm trước là Di Minh có về đây quay về quê, thì chị muốn là Di Minh quay chia sẻ cái khung cảnh buổi một buổi ở nhà Di Minh. Thì chị sau khi chị xem về cái video của Di Minh thì thấy cái nhà của Di Minh thì nó bị thiết thì nó cũ xì, nó xẹo và nói chung là cũ kỹ quý anh chị, cho nên là ba mẹ thì cũng già ha, nên mình thì do đi làm ngoài cũng thời gian, thì chị mới là muốn Di Minh là có cái gợi ý đến Di Minh, muốn giúp đỡ Di Minh đây là thực hiện một cái ước mơ quý anh chị. Thì ước mơ là sẽ cắt một ngôi nhà mới cho Di Minh. Đây khi mà Di Minh nói ra điều này thì chắc bà con là rất là ngạc nhiên ha quý anh chị. Thì hiện tại thì cái ngôi nhà này, cái mẫu thì do là Di Minh chút xíu Di Minh cái phần video sau Di Minh sẽ chia sẻ cái tình tiết cho bà con cô bác sẽ rõ hơn ha. Còn hiện tại bây giờ thì Di Minh cho bà con cô bác xem về cái mẫu mà Di Minh đã thiết kế ở đây ha quý vị. Những cái mẫu mà mốt mình sẽ hoàn thiện. Làm chơi đây quý chị, đây là Di Minh vẽ ra cái mẫu cái nhà của mình đó, ở cái hành lang nè, hai bếp máy nè, rồi khung nhà là bao nhiêu ha, phòng trước, cửa xếp, phòng ngủ ha đó quý chị. Đây là Di Minh vẽ thì có một chút thay đổi cái cửa, sẽ cái cửa khi mình thiết kế cửa thì mình thiết kế cửa sau đó, nhưng mà sau đó thì để cái sàn nước ra sao quý chú chị, cho nên là mình sẽ sửa lại cái bản vẽ này giờ ra trước này ha quý chú chị, giờ ra trước đây tức là cái chỗ này, cái cửa ở đây, cửa sắt ở đây nè, mình sẽ giờ ra ngay chỗ này, ngay chỗ này ha, thì đừng có đụng ngay chỗ sàn nước quý chú chị. Chắc là bà con cô bác cũng rất là bất ngờ đúng không, khi mà phải nói là cái tấm chân tình của người chị cũng gửi gắm đến là gia đình của mình. Đây thì cái quang cảnh mấy anh thợ đang làm ha. Hôm nay mới xong, mới đổ hôm qua. Cái này mình mới đổ xong hoàn thành hôm qua luôn hả anh? Anh bộ đội. Rồi hôm nay thì mấy anh bò sắt và đổ cầu cột ha quý anh chị. Cầu cột luôn ở đây. Đây là hai cái phòng ngủ, phòng ngủ với phòng khách ở đây, phòng ngủ. Hai phòng ngủ ở đây ha. Đây một phòng. Thì nghe thì khoảng 2 mét mấy, 3 mét. Ra đây là 3 mét ha quý chú chị. Còn hai cái, một phòng tắm với một phòng ngủ. Ủa, một phòng tắm với một cái toilet ở đây.
ở sau này. Đây là thợ thì cũng thợ gần nhà mình quý cô chú chị. Đây anh thợ, anh thợ chính nè, thợ chính. Chút xíu nữa thì mình sẽ cho cô bác xem. Đây là cái nơi mà Duy Minh nuôi cá cha mà cho nó thực hiện á quý cô chú chị. Hồi sáng ba mình cho nó ăn rồi, ăn quá là đông luôn á. Tí xíu chưa chưa nữa Duy Minh sẽ đổ cho bà con cô bác cho nó ăn tiếp ha. Ôi cá bóng đang nổi lên nè quý chú vậy nè. Cá bóng nè, cá bóng này mắc tiền lắm đó nha. Nè, cá bóng này là phải ký chất mấy trăm á. Còn ba của mình thì đang cũng làm phụ mấy anh em cắt những cái thiết đó quý vị, đừng đầu cột cho nó dễ ha. Hôm rồi mằng bữa nay nó mấy bữa rồi Đạt? Dạ. Con hôm nay cũng mằng mấy bữa rồi? Hai bữa hả? À, lúc trước Đạt cũng hay đóng vlog với mình đó quý vị. Hôm nay cũng làm nhà thì Đạt cũng làm phụ với ba. Đây thì mẹ thợ đang đóng khung cái khung đầu cột với chị. Bắt ghế nghiêng con ba đây con dịnh cho. Ông làm cái gì vậy? Ấy thiết trở vô hả? Ủa gì mình cắt được không hay là? Không, cắt rồi. Cắt rồi hả? Là bẻ vô miếng ha. Được không? Để con bẻ cho. Nại lên hả? Chiều nay nhậu với cậu nha. Dạ. Nay uống được mấy lon rồi. Dạ. Chiều nay thế ba đi, thế ba nhậu nha. Hả Đạt? Gì? Chấp hai thằng luôn hả? Chết. Giờ kiểu này chết rồi. Mình Đạt mà chấp giờ là ba con là phải hai xác hả Đạt? Đạt, ba con là phải hai xác phải không? À, cảnh quê của mình là quý của chúng vậy, dừa nè, quá trời dừa luôn ha. Dừa này là uống đâu có hết đâu quý như vậy. Đó. À, hôm trước anh Tường á, anh thấy mình về đây quay clip mà kêu bẻ dừa ở Đồng Tháp lên cho anh. À, thì bẻ lên anh nói quá ngọt rồi, à, quý như vậy. Bẻ cái miếng này không bẻ thì bẻ miếng này hoài bà. Họ cứ hốt bà luôn. Hốt luôn hả? Miếng dưới không bẻ, bẻ miếng trên hoài bà bẻ không biết. Đầu ngày của ba mình mà đưa cho anh chủ thầu nè, mà ông khoái luôn, ông đòi xin luôn. À, quý anh chị chế gì ghê không? Ồ, quý chú chị thấy làm cái này im không? Chế đồ rất là im nha. Còn ông ba làm xong này cho luôn cái ông chủ hồng này luôn nha ông ba. Không chịu cho rồi, đầu ngày em chỉ cho rồi. Chế gì cho. Đầu ngày quá trời luôn. Bánh em bữa nay làm nữa là mình làm được mấy ngày ha? Từng mấy hả? Từng mấy? Từng mấy hả? Từng mấy là mình có nghỉ cái nào không? Từng mấy mà mình làm mình nghỉ hết 3 ngày hả? Do trời mưa hay sao? Cúp trời mưa cúp điện gì đó hả? À, nghe ba nói một bữa cúp điện đúng không?
để cho mấy anh em làm heo quý cô chú anh chị. Ủa cái, mấy cái que này là mình là để nó có cái để làm gì anh? Cái ô này làm gì? Cái vô tường á. Cái vô tường hả? Cột đưa vô vách tường á, đằng vách tường hả? À vậy hả? Và quý cô chú anh chị ơi, đây là ngày thứ hai mà Duy Minh đã ghi hình là cái hình ảnh mà xây nhà của Duy Minh ha quý cô chú anh chị. Ở đây thì có anh Thợ Chính, anh Nhàn quý như vậy. Đó, đây là phó giám đốc của công ty xây dựng đầu tư anh Gom. làm công ty Hà Thanh giờ thất nghiệp qua xây hồ luôn quý cô chú anh chị, lên thợ luôn đó nha quý cô chú anh chị. Đó. Này là hai ngày ha. Duy Minh về đây 2 ngày rồi. Hôm qua cũng mấy anh em làm sương sương tí xíu. Buổi chiều mà sáng nay cũng có sức vô làm luôn ha anh Gom. Ừ. Nhậu phải làm được phải không? À, chiều nay có làm sương sương nữa không? Anh chui. Còn đây là giám đốc công ty của chú anh chị, tổng giám đốc công ty. Đó. Hôm qua thì đổ cột ha, bây giờ thì xây. Chung là theo như mình quan sát là đổ cái cột này rất là chắc và thẳng hàng luôn ha quý chú chị nè, bà con thấy không? Thẳng băng luôn. Đó. Thì theo như cái trong cái bản vẽ của Duy Minh á, cho mấy anh xem thì sẽ làm cái hàng ba ở đây ha. Và cái hôm trước thì Duy Minh vẽ cái cửa ở đây, nhưng mà ba Duy Minh là cho cái sàn nước ở đây, là cho nên là Duy Minh phải kêu ba phải sửa trong cái bản vẽ lại là cho cái cửa ở đây ha. Cửa ngang thì 1m2 của chú chị. Rồi tí xíu nữa Duy Minh sẽ review cái vườn rau, với là cho bà con bác biết ở dưới này là cá nhiều lắm nha. Hôm trước thì Duy Minh có quay một lần rồi, nhưng mà đợt này nước lên á, cá về đây rất là nhiều luôn. Thì một số thì cũng có dớn đồ đặt cặp dưới mấy dưới nè, cũng lén đặt luôn, nhưng mà cũng quen biết thôi, nhưng mà Duy Minh cũng không có ấy. Như lâu lâu mấy anh xẹp, mấy anh cũng ghé đây anh thăm mấy con cá mình hoài quý chú chị. Đây cái nhà thì ngang này 5m, cái hàng ba đó thì 2m5 quý chú chị. Đây thì có 2 phòng, đây là mình găng ở đây là 1 phòng, đây ở đó 1 phòng, và cái nhà lớn ở đây thì có một cái toilet đó, toilet ở đây và toilet và nhà tắm ở đây nha. Cái độ bị cướp lại luôn á, bị ảnh luôn á, bị cướp luôn. Để mình qua đây cho bà con. Xây gạch rất là đẹp ha quý chú anh chị. Anh này anh mới thất nghiệp mà giờ anh lên thợ luôn ha. Xây gạch thẳng băng ha. Đó quý chú anh chị. Công vòng kìa, ông nói không công vòng kìa. Ok. Anh này là đang đào lỗ đựng là bắt rắn hả? ông nói đi, ông này để cho quay vlog được nè. Ông đào, ông đào cột, ông làm đào bắt gấu. Đào cột ở đây đựng mình đi đà quý chú vậy, đi dàn đà ở đây. Đừng đâm cái máy cái hàng ba ra. Đó, rồi xong khi mà mình làm hết ở trong cái nhà lớn xong, mình sẽ dỡ cái ăn trước ra rồi mình đâm máy ra luôn. Dỡ hết cái phần đó ha. Cái phần này thì cái nhà cũ của Duy Minh để lại để là mình che, để là ngủ với ăn cơm nè, cho ba mẹ mình tối ngủ ở đây với ăn cơm nước. Cũ đó bỏ hả? Đó. Đây rất là bằng thẳng ha quý cô chú anh chị. Đó. Đó.
À, đây là cái cửa kéo quý anh chị, cửa kéo. Đây vì mình đi ra bên đây à. Thông ơi Thông, đó, cậu biểu tí xíu rồi đó, quý anh chị dừa thì mà không quá thì rất là nhiều đây nè quý anh chị, dừa trái nhiều lắm á, và đu đủ nè. Trong ở quê của Di Minh là không cái gì ngoài là rau, rau tự nhiên ở đây là rau muống, là lục bình, cái ngó lục bình nó ăn rất là ngon nghe quý cô chú anh chị. À, còn lá lốt này, lá lốt là mọc tự nhiên không xịt thuốc gì ha, đó bà con cô bác thấy không, đó, rất là ngon luôn. À, một số bà con cô bác rất là thích ăn lá lốt nghe quý cô chú anh chị. Còn đi qua đây đi quay ở Di Minh review cái vườn lại ha, còn bà con cô bác biết là rau ngót nè, rồi rau chai nè, rồi lưa hết. chút xíu đi theo cậu, chút xíu đi theo cậu. Ừ, đi coi chừng nha, coi thiết rồi. Rồi bà con để cho mình dắt chỗ đây nè, rau chai thì thôi đi khỏi phải nói luôn, xả nữa nè, xả nè. Ừ, rau chai nè, rồi dừa. Đó, đây dừa thì thôi đi, dừa này ngọt lắm á, hôm trước thì mình để cho anh Thường lên ăn cái cây dừa, phải nói cây dừa này nè. Cái dừa ngay đây nè, anh uống quá ngọt luôn. Thì cũng có mía luôn nè ha, đó, mía này ăn ngọt lắm quý cô chú anh chị, cây bành cây à. Rau chai nè bà con cô bác thấy không, rau chai là ở đây là nói chung là rau cải là khỏi phải lo đó, khỏi phải lo là rau là đầy đủ luôn. Ở dưới đây có cá luôn á quý cô chú anh chị, không biết cá đâu mà nó lợi nè. Còn dừa nè, có dừa nè, có quý anh chị, dừa có trái dừa đỏ luôn ha. Rồi còn đây là cái lưu, bà con biết cái lưu gì không? À, mấy anh em hổm 15 hết dưới là Thiện Tiên á, đòi là sẽ một ngày nào đó đi lên mấy anh em rủ nhau lên nhà Di Minh để tìm cái lưu mà anh áo vàng anh tu. Anh tu ở đây quý anh chị, trước Di Minh làm cái clip vui á, clip vui mà cũng như bị người ta chửi quá cho nên là áo vàng phải bỏ đi tu luôn. Đó là cái lưu này đó. Hồ dừa này bà con cô bác thấy không, đó lên nhà Di Minh thì bà con cô bác cứ là dùng dừa tự nhiên ha. Đó rau lan nè, để đi qua đây. Mà hôm qua thì bồi dưỡng cho mấy anh em mà một chậu nhậu quý anh chị xương xương đó, cũng gần triệu á, 800 mấy lẩu bò này mình mua hết quý anh chị, mình mua hết, tại vì ba mẹ mình ăn chay cho nên là mình mua, mình đặt mình mua nó dễ quý chú anh chị ơi, chứ ba mẹ mình làm đồ chay hết. Mồng tơ nè ha, gậu lan nè ha, rất là ngon luôn. Nó chuối đó nè, chung có xài nữa nhưng mà bây giờ còn có 3 cây, 4 cây, 5 cây, ở trên cây 6 cây. À, bên kia 3 cây nữa, còn có chục cây quý anh chị, chục cây xài thôi. Chưa đủ đủ. Chậu lan mà con cô bác thấy à. À, xong là nước lên bò lên tới đây rồi nghe quý anh chị, nhưng mà nó không có ngập thế nào này. Hồi lúc mà Diễm Minh đi làm công nhân á, để tích lũy tiền á, để là đổ cái nền này lên á là cũng phải làm mấy lần, đổ 2-3 đợt quý anh chị, 3 đợt. Làm cái nền này lúc nhất ở đây là cái hầm sâu lắm. À vừa nè, ủa đầu gồng mà con cô bác thấy nè, toàn là thấy trái không, không thấy ấy nè quý anh chị. Đó đầu gồng nè, trái non ngon không luôn á đó. Đó và con cô bác dùng thoải mái luôn. Đây để Di Minh nè, tạm thời tắt máy đi qua bên kia cho cá ăn ha. Đây quý của chú anh chị ơi, đây là những cái bà, cái này ông ba ông xin ở đâu, ông ba xin đâu ạ? Cơm với xin dưới à, ông cầm đi, ông cầm đi con rim cho, đừng có che cái ở đây là cả camera, ông cầm gì nè đó gì à? Ra bên này à, ông cứ cầm giống con vậy là rồi buông đi rồi. Đây đem này xuống cho cá nghe quý chung chị, đây đi từ từ cho đó cầm xuống. Ba không ăn nữa kìa, ba không ăn mình mua nó, mà ông bà ông cho ông
Đấy ba cái này không luôn rồi. Có gõ không ba, có gõ cho nó quen không? Không, không. Không hả? Sao mà không? Đây nè, cái cây đây nè. Cúc bắt nè. Cây đây nè. Ở đây thôi. Các bạn ơi, bây giờ ăn đây, các bạn về ăn đây. Rồi, giải đổ đi. Đổ cho nó nhào vô à. Kéo cái xuồng xích bên đây chút. Đổ ít ít coi chừng một mũ á. Vừa đổ xích ra. Ồ, phèo ấy gì nữa à. Đó. Đủ loại hết trơn mà. Hất xa ra chút. Mày hất mạnh cái để ăn văng lên mình mày luôn. Ừ. Quen cái đâu có gì đâu. Quay xuống dưới đây nè. Thấy rồi các bạn ơi. Xích vàng đây nha. Cái vàng rồi. Đó. Đó, đó, đổ liên tục đi. Ông đổ đi để con quay cho. Con quay con thấy cái cận cảnh. À, quý chương trình. Quên vợ nha, có vợ rồi nha. Có vợ. Có vợ rồi đó. À. Bên đây. Đẩy gần gần đây cho nó vô đây ba. Nó vô đây. Đó, wow. Đó, quý nhảy nổi mình lên luôn kìa. Các bạn ơi, vô ăn các bạn. Tới giờ rồi. Kìa, nó quách cái đuôi lên luôn kìa ba. Nè, nè. Ông vuốt cá lên được không? Vuốt không được, nó vừa, nó nhụ vô. Kìa, cái đuôi kìa, đuôi kìa, đuôi kìa. Khách nó quảng hồn, nó chảy à. Đuôi nè, đuôi nè. Nó vậy thôi. Ồ, đó, ồ, cá bự dữ không ba? Cá bự dữ hả? Ăn yếu ngày qua hả? À? Hay là nó đang ngậm ở dưới? Ăn ngầu nó quay quần lên luôn kìa. Ồ, ồ, kìa kìa. Cá này bự nè ông bác. Cá bự nè hả? Ừ. Vô tới chân mình luôn á, quý vị chuẩn bị nè. Tắm là nó nhụ nhụ vô mình. Nhụ vô mình luôn hả? Ừ. Nó có ghĩa ấy không? Kìa, nó ăn xong nó ra đó nó ngớp rồi bà con thấy không? Còn một thùng nữa không ba? Còn thùng kia ít cái xèo à. Cho ăn thức ăn nó mới có tăng thức ăn vậy. Ông lấy thức ăn luôn, mới thức ăn đi. Đó. Kìa đó, mấy ảnh ở ngoài kìa, thấy không? Quá trời luôn. Ở dưới đây dữ lắm á, quý anh chị anh ăn ngồi tại mình đổ cơm á. Cơm là ba mình phải đi chạy xe đi xin. Xem trên xem dưới quý anh chị để là gì để nuôi mấy con cá này nè. Nó ăn xong cái nó bỏ đi. Bỏ đi cho người ta xẹt nó. Ở đây hoài đâu có ai xẹt nó đâu. Đó. Ồ. Đó. Đây là sông ha quý anh chị. Đó, nguyên cái dòng sông. Ôi dòng sông quê bao năm. Còn ở trên thì đang xây ha. Đó, anh thợ hồ. Đó. Thắt nghẹp gì làm thợ hồ luôn quý chú chị ơi. Đây, đó. Ở dưới đây thì đổ có nóng mưa mốt á. À, vì mình phải chán ở dưới đây là quý anh chị khỏa bằng rồi ha. À, chán ở dưới đây là đừng mình để những cái đồ nào mà đồ phụ tùng của ba mình nhiều lắm, cho nên mình phải chán lại ha quý anh chị. Có gì nữa mình bồi dưỡng thợ thêm. Chán này là đây. Đó, đây là thức ăn nha. Thức ăn này đợt trước là Duy Minh về, Duy Minh mua để sẵn ở nhà cho ba lần kìa. 300 ngàn bao đó quý anh chị kìa. Ủa. Đó, bạn heo mà con thấy không? Hôm nay có Minh về là mấy anh em được là ăn ăn đồ ăn ngon rồi ha. Đó. Chứ ông ba làm cho ăn cơm dưới ấy của người ta. Không tiền ở đâu mà có mà mua. Lâu nhưng mà ngày ông cũng phải cho nó ăn cái này không ba, để cho nó quen. Có ăn hết rồi sao? Thì cứ có con cá đen thù lùi á. Con cá đen thù lùi á, cá cha mà đen bung hả? Cá đó cá điểm á, nè bà con, nè. Cá điểm, cá điểm. Đó, nhóc cho luôn á. Đó, quý chú vậy. Kìa. Nè, cá nổi lên mặt đất luôn. Đặc biệt là mình nuôi cá là mình không có bắt nó nghe quý anh chị, chỉ là bắt nó nựng nựng chơi thôi. Đó. Vô dưỡng xanh cho nó xanh đẻ ở đây luôn. À, mà anh, hồi đó là vì mình nuôi nhiều lắm quý anh chị, nhiều dữ dằn lắm á.
là nó gộ luôn đó, cho ăn là gộ luôn đó. Cái bị cái đợt năm ngoái á, là bị nước lớn á, cái mấy anh xẹt á, mà anh vô anh xẹt quá trời luôn. Cái rồi trôi cái vàng lục bình này ra nè, cái mấy anh vô anh xẹt tới trong đây luôn quý cô chú vị. Đó đó đó, thấy không, đây nè, lên sát chừng nó nhóc cho luôn ha. Cá lắm quý anh chị, nhưng mà đặc biệt là không ăn nha. Mình muốn ăn thì mình mua ở chợ quý anh chị, chứ cá mà dinh nữa kìa, chứ không bao giờ mà ăn ở đây. Nhưng mà ở đây, mình thì mình về đây thì ba với mẹ mình thì nấu đồ ăn chay thì mình cũng ăn chay theo luôn đó. Khi nào mà mẹ mình thấy mình ăn chay mà ngán hay sao á, bà thấy ngán ngán á, là bà nói hôm nay mua thịt cho mày ăn nha. Rồi thì nó mẹ muốn mua gì mẹ mua đó. Tại vì mình nhập gia tùy tộc quý vị, đi đâu ăn cũng được, nhưng về nhà thì ba mẹ ăn gì thì mình ăn nấy, chứ không có chơi khen gì hết. Nhiều khi mà mình cũng có cái duyên quý vị, mình ăn đồ chay mình cảm thấy cũng ngon lắm. Tại vì nhà mình thì nói chung là bao la, lục bình này cũng có thể là mình lấy là mình té cái ngó ở trong á, đúng không ba? Cái gì ở trong ba? Cái tay lục bình đó. Ai, ủa ông chọc gì nó không sợ luôn hả? Sợ đâu sợ. Ồ, nó ghẻ luôn kìa. Đây nè, càng ngày càng vô đây nè ha. Đó quý chú chị, đó rồi đó, nó cứ ăn hoài, lại gai hoài quý chú chị. Còn một ngày là ba mình cho ăn ba cử ha, sáng trưa chiều. Cái cử này là cử trưa quý chú chị, cử trưa. Còn cử sáng nó ăn nó đói nguyên một đêm á, nó ăn mới mạnh. Đặc biệt là cá mà dinh nhiều lắm. Cái mì dinh rồi, hôm qua có cá bóng luôn nè, mấy ảnh lên đây nè, đó nè quý vị, đó thấy không, mấy anh là đó thọc cái đầu lên nè đó. Giờ thì mình đi lên đây mình chia sẻ coi mấy anh quay tới đâu rồi, làm tới đâu rồi quý vị chúng vậy nè. Đây là cái máy mình đâm ra ngoài đây là 2.5 mét ha. Đây có chị phụ nữ nè, chị đó chị xây ra đó. Ồ, cho em qua một cái nè. Anh này anh đào bắt rắn từ sáng giờ quý anh chị, được con rắn nào chưa? Đào bắt rắn, anh đào trụ mà anh lên bắt rắn đó. Đây chào con trai đó quý anh chị, thấy không, đường xây rất là thẳng luôn quý anh chị. Hai mốt bà con cô bác nào có thể là muốn thợ này xây thì có thể là liên hệ ha quý anh chị. Đây băng luôn nha, chà xuống sáng giờ mà không chú. Đó. Cái máy ồn quá không nghe quý chú chị ơi. Còn đây. Ồ, cái ông này cũng xe đẹp dữ hả? Xe sẵn băng luôn quý chú chị. Thấy không? Đường thay này bà con nhìn nè. Sẵn băng rất là đẹp ha. Đó. Ồ. Ồ, giờ ông xây thẳng như cái cây cơ luôn á quý chú chị. Ông kia là ông chủ hầu đó, ông cũng làm nữa quý anh chị. Anh cho em hỏi thăm tiếng coi. Còn ông này là phó giám đốc phó giám đốc công ty xây dựng đầu tư lớn ở là Tam Nông. cái này mà lỡ như mà có ai muốn thôi mà ví dụ như ở chỗ khác rồi mình có tỉnh khác rồi mình có đi xây luôn anh? Làm luôn anh. Làm luôn hả? Mình có phải là cho số điện thoại của lên đây không? Bà con cô bác là muốn cắt nhà giống như gọn gọn giống em này nè, nhà cấp 4 rồi cấp 3, cấp 4 gì đó. Số điện thoại mấy anh? 0976. Mấy? 0976. 0976 mấy nữa? 404. 404. 713. 713. Ờ, quý vị chú ý điện ngay anh gom đúng không? Đó, quý chú anh chị có thể là liên hệ qua số điện thoại luôn. Đó, sẵn đây là quảng cáo gì mỏng luôn.
tháo chứ chị, hay cái tường rất thẳng à, đặc biệt là đổ cột cũng rất thẳng luôn nè. Đó, bà con thấy không? Đó. À, để Duy Minh đi ra ngoài đây. Đó, đi ra đây quay cái ổ ong rất là to luôn quý chị, ổ mặt nha. Đây quý cô chú anh chị ơi. Thì à, đây. Đó, bà con thấy không? Thấy gì chưa? Nguyên một ổ ong mặt luôn ha. Tà ná luôn quý chú anh chị ơi, đây nè. Mạnh kỳ luôn ha. Nhưng mà Duy Minh không có ấy ha quý vị, Duy Minh dưỡng lợi ha, cho nó ở đây nha, chứ không có phá khuấy nó nha. Là nó đất lành chim đậu quý anh chị, ở dưới thì có cá, ở trên thì có, buổi tối thì chim nó cũng hay về đây lắm, như có ô ong nè. Đó. Đó. Đó là tuyệt vời ha, mặt dữ lắm quý cô chú anh chị, nhưng mà mình người ta nói khi mà mình lấy mặt là mình chừa lại một tí ở trên để cho nó có thể làm những cái đó nó làm ra tiếp nữa quý cô chú anh chị. Không biết có hay không. Thì mấy anh thợ người ta chỉ á. Nhưng mà Duy Minh hay dưỡng mấy anh để đây luôn, có nhiều khi là không có nhà người ta vô người ta bắt thôi. Wow, cái này quá tuyệt vời ha. Đó, bà con thấy không? Đừng có động nha, con đừng ở nhà đừng động, đừng chỉ mấy ông kia, ông em không biết ông vô ông ấy. Đó, dặn. Rồi, mình đi ra ha, quý vị chú anh chị. Đây. Cái nhà cái cửa 1m2 đúng không anh nhà. À, quý chị. Ồ, thẳng bằng như cái cơ luôn ha. À, quý vị chú anh chị. Qua làm rất nhanh, hôm qua là mấy anh là có 5 người mà đổ hết dàn cột này luôn. Xong bữa nay quay lại xây ha, tính ra rất là nhanh luôn. Còn cái này thì hôm trước là đổ một ngày hay mấy ngày anh, nguyên cái dàn ấy này nè. Ngày ha. Đó, làm ít người mà làm hiệu quả quá ha. Mà nói chung là hôm qua là không có ăn cơm trưa nha. Bù. Nói chung là làm gán luôn quý cái chuẩn vậy, làm gán luôn đến 40 mấy, hôm qua tới 40 mấy ha. 40 mấy mới xong quý cái chuẩn vậy. À, ví dụ như mà lỡ có khán giả người ta muốn kêu mình xây ở tỉnh khác á, mình có đi không anh? Đi luôn hả? Đó. Cái này cái nhà của mình thì cái nhà của mình á, là ảnh lãnh hình như là 1m, mình không rõ nhưng là tính phỏng phỏng cũng mấy chục triệu rồi quý cô chú anh chị, cũng rất là rẻ. Đó. Anh có thể cho số điện thoại không anh? Số điện thoại anh đi, số điện thoại anh luôn đi. Hả? Ờ, lấy số điện thoại lỡ bà con cô bác ta muốn mình muốn xây nhà gọn gọn như vậy nè. 0978 260 223. À, gặp anh Nhàn ha. Nhà anh là lãnh á quý anh chị, đây là tổng giám đốc này, phó giám đốc. Hai anh hai số, số nào điện cũng được ha quý chú anh chị. Đó. Rồi em cảm ơn nha. Đó, chiều nay tí xíu là em sẽ kết thúc và em đi lên trên Bình Dương lại rồi. Chúc mấy anh em một ngày thật nhiều niềm vui nha. Cố gắng làm hoàn thành đi, và bữa em về tiếp. Rồi là về bữa mình làm xương xương tiếp nha. Làm nữa hả? Làm nữa chứ, về lại làm nữa. Rồi ok.